Liên quan đến vụ một học sinh tại Hà Nội tử vong trong khi học trực tuyến, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo sớm ban hành hướng dẫn học trực tuyến tại nhà. Em học sinh gặp nạn đang theo học tại trường tiểu học Thái Thịnh thuộc quận Đống Đa. Nguyên nhân ban đầu là do em dùng kéo chọc vào ổ cắm điện nên bị điện giật dẫn tới tử vong. Sau sự việc rất buồn và đáng tiếc này, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các đơn vị chức năng đang khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn học trực tuyến an toàn tại nhà mong các phụ huynh, thầy cô giáo cùng lưu ý triển khai. Tại Hưng Yên, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các phòng giáo dục huyện, thành phố, thị xã nhắc nhở các nhà trường, các thầy cô và phụ huynh lưu ý dạy cho học sinh một số kỹ năng cơ bản trong quá trình sử dụng các thiết bị học tập, đảm bảo an toàn, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.